Yo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với vlog. Và như mọi khi hôm nay thì mình sẽ không phải là vlog, là vlog nó hơi nhàn lắm, cho nên bây giờ hôm nay thì mình sẽ bắt nay và ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn một số vlog như thường, nhưng lần này mình sẽ nói về tất cả những gì mà chuyên nghiệp vật chất 2021 2022 đem lại. Còn bây giờ thì bắt đầu vô clip nha. Ok và mở đầu cho video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ nói là cách hay thì mình sẽ thông báo một điều quan trọng, đó chính là cái đó chính là novel. Là novel này thì mình sẽ ra mắt 3 chương tuần. À nhầm, tức là mình sẽ ra mắt 3 chương một tuần, tức là vào ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thứ sáu chủ nhật, tức là thay vì là 20 giờ chủ nhật. Và cái lịch mà và cái lịch phát hành novel novel trên khai đó, novel tôi với Magatoon á, thì mình bây giờ lại sang ngày lại thì mình sẽ bắt đầu làm cái câu chuyện này này vào ngày ngày mấy ta, ngày 19 tháng 5, cho nó kịp chứ không chứ đi vô 1 tháng 6, chứ đi vô tháng 6 mà làm luôn chắc mình cũng bó tay chấm cơm á. Nhưng chuyện đó thì nói sao. Và tiếp theo thì, đây là điều tiếp theo mình muốn nói, đó chính là nói là season 2 sẽ có gì, là một cái thắc mắc mà mình cũng luôn luôn nấu và ấu mà chả có ai hiểu đâu. À, bởi vì á mình trong trong 5 tập, bởi vì á trong mùa 1 thì có rất nhiều rắc rối, nhưng mà trong theo dự định của mình thì do mùa 2 nó sẽ có nhiều rắc rối hơn nữa, cho nên nó nếu mà có rắc rối gì thì mình cũng không thể nào mà nói được. Nhưng mà khi mà có cái rắc rối đó, thì mình cũng nghĩ chắc chắn là vậy. Đây và đây là cái con hàng mà lần trước mình ở trong series meme thì mình cũng đã dùng nó rồi. Giải cái nó chịu được một cái đòn đánh khi mà cái vô cái hộp luôn, còn nếu mà đánh vô cái này thì cái đó mày thì nghĩ được đó, nó vẫn chịu được, còn nếu mà đánh vô đây thì cũng được luôn, tại cái này là cái kiếm thép thép nhưng mà nó rất là yếu. Biết sao yếu không? Bởi vì á không bởi vì sắt thép rồi đánh thì sắt thép mà nặng quá mà đánh vô là hư mẹ kiếm, hư cái thanh kiếm này luôn. Nhưng này không phải một clip review bình thường như các bạn nghĩ. Đối với tiếp theo thì mình cũng nghĩ là season 2 nó sẽ có vũ khí này, nhưng mình trong mùa 2 thì mình sẽ thêm tí effect vô cái con hàng này nè, cho này nó sáng lung linh được đỡ cho mấy bạn, nó cho tất cả các bạn coi nó đã mắt luôn. Ý là vậy đó. Và đối với bạn biết màu màn hình nó sẽ dần dần nó chuyển sang màu gì không? Chính xác, đó chính là cái màu 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 đen tối, màu đen tối vậy. Nhưng mà cái đèn nó sẽ tạo ra thêm một cái ánh đèn nữa để mà khác khỏi cái màu màu mè tôi cũng có nghĩa là cái video màu đắt khác bơ bơ là mơ như thế này ấy, là nó nghe ám ảnh lắm luôn á. Cho nên nó thì bây giờ thì mình sẽ làm một cái phim ma cho các bạn xem, đảm bảo các bạn sẽ thích luôn. Ở một căn phòng màu đỏ, căn phòng này nó không ma mị, nhưng cái này nó ma mị dữ, nghe nó giống như là một thế giới thứ hai vậy đó. Nhưng khi mà người nó ra thì đó mình kịp chuyển sang cái màu màu vàng luôn. Chứ bây giờ hả mà sống cho cái đó hoài nè là nó hơi đất đất bự bự là ma cái kiểu á, kiểu lắm. Nhưng vẫn câu nói bình thường, cái đó thì để sao đi được. Các bạn nghe đúng cũng vậy chứ. Thôi giờ mình cho mình cắt clip từ đây đi, cho nó nóng. Ok, và cái da mắt ma mị này thì mình nghĩ là nếu cho thêm cái này vô nữa thì sao, đố mà biết được đó. Two hours later. Đó đó
là tất cả những gì mình muốn nói. Và trong, và thôi bây giờ mình vô luôn là season, là trong season 2 thì mấy cái rắc rối nó nâng lên cầm cao mới. Và mấy rắc rối đó có giải quyết bằng cái cây này không? Đó rồi câu hỏi đó. Mà thôi cũng cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thích thì hãy nhớ là share và subscribe, để mà sắp tới mình sẽ làm được nhiều video nữa nha. Còn bây giờ thì hello, goodbye và ngồi gặp lại nữa.